thể chi trả được tất cả các chi phí đó. Đấy là cái mà tương đối là khó khi mà xin visa. Dạ vâng ạ. Ok, em cảm ơn chị. Chúng ta sẽ có những cái buổi gọi là buổi chỉ dành cho cái việc hỏi đáp nhé. Sẽ có những cái buổi gọi là không phải là đào tạo mà chỉ là để hỏi và đáp thôi. Thì lúc đó những chuyên gia cũng như là những anh chị ở đầu đối ngoại sẽ vào cùng giao lưu và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị. Chúng ta sẽ làm những cái sản phẩm tập trung như là một buổi hỏi đáp về Đức này, một buổi hỏi đáp về Úc và Ca. Thì như thế thì chúng ta sẽ kết nối sâu hơn, đúng không ạ? Hôm nay thì nội dung của buổi đào tạo thì cũng có xen những cái phần hỏi đáp, nhưng mà chúng ta sẽ không tập trung vào hỏi đáp nhiều quá, mà chương trình hỏi đáp thì sẽ mở ra ở những cái buổi tiếp theo. Rồi, ok. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự hiện diện lắng nghe của tất cả các anh chị em cán bộ tuyển sinh, lãnh đạo các văn phòng. Cảm ơn sự trợ giúp đến từ anh Ninh Phước Tuấn, chủ tịch E-Group, chị Vũ Thị Hồng Nhung, phó tổng giám đốc E-Group, sự hỗ trợ của chị Lucy và cô Phương Bùi. Cảm ơn sự cố gắng kết nối của thầy Nguyễn Thành Nam, trưởng ban đào tạo, chủ tịch hội đồng quản trị Group Coma. Một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, và buổi đào tạo của chúng ta sẽ dừng ở đây. Không biết là thầy Nam có đôi lời chia sẻ trước khi chúng ta kết thúc buổi đào tạo không ạ? Xin mời thầy. Xin cảm ơn thầy Hòa, cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị đã tham gia cái buổi học hôm nay. Sẽ có những cái buổi mà chúng ta sẽ chỉ hỏi đáp. Buổi ngày hôm nay thì cảm ơn chủ tịch Đinh Ngọc Tuấn, thầy Hòa và tất cả quý thầy cô. Chúng ta sẽ đem những kiến thức này, những cái kinh nghiệm này để lan tỏa những giá trị cho con em của chúng ta trên mọi miền Tổ quốc. Và em nghĩ buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thầy cô những cái buổi học offline và những buổi học online tiếp theo. Thứ bảy tuần này thì có một cái buổi học ở tại Hoàng Cầu, tức là tòa nhà mới của công ty là 22 Võ Văn Dũng, là kỹ năng tư vấn tuyển sinh. Thế là quý thầy cô các anh chị sắp xếp để đến học. Rồi lớp học của chúng ta kết thúc ạ. Xin cảm ơn quý thầy cô các anh chị. Xin cảm ơn ạ. Chúng ta hẹn gặp lại. Trải qua những năm gian khó.
cao chúng ta đã xây lên một tập đoàn, như con thuyền vượt sóng dễ ra khơi, những đôi trẻ bay xa bay cao mãi, đưa ta đến những chân trời mới, cùng bạn bè trên khắp năm châu.